Hello bạn ha. Thì đây là cái sườn xe đời rim ha. Đấy, sườn này nó bị mục như vậy thấy không? Đó, nó mục nó gãy ngang khúc cành ông nè. Cành ông nó sẽ ăn liền từ trước ra sau nữa không? Đó, nó bị gãy đó. Ở khi nó bị gãy vậy thì mình bắt buộc là mình phải thay một khúc cành ông vậy ha. Đó, đây là cái một cái khúc cành ông. Thì cái này kia mình cái nòng trong cái nòng để nó định hướng hai cái bắt là cho chắc. Nếu mà các bạn mà ở nhà có cái máy hàn điện thì cũng có thể làm như mình được ha. Thì nếu các bạn mà chỗ bạn mà không có ống này thì các bạn có thể liên hệ mình có thể mình mua giùm cho các bạn ha. Giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để nhận biết khi cái xe mình nó bị gãy sườn như vậy ha. Thì cái chiếc xe đời rim của bạn thì người ta chạy nó bị lắc nhiều á. Mình kiểm tra lại thì mình thấy là nó bị gãy cành ông á. Thì gãy cái cành ông nó sẽ nằm trong đây bạn nè. Từ đây nè, nó sẽ chạy xuống dưới tới dưới luôn á. Cái cành ông của đời rim á, thì cái dòng đời rim của mình á là mình chạy một thời gian lâu á, lâu tới chừng mà nó bèo đó là bắt đầu nó sẽ bị một cái dàn đồng á. Thì trước nhất là dàn đồng, xa kế là nó sẽ bị mình chéo nặng á, nó sẽ gãy cây cành ông. Thì để nhận biết gãy cành ông á thì các bạn mà chạy thấy xe mình nó bị đảo thì các bạn nên kiểm tra xem cây cành ông nó còn tốt không. Còn cái thứ hai á, khi cành ông của mình nó bị gãy á là mình chạy đó, nó nhúng lúng xuống nó sẽ kêu kẹt 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 các bạn. Khi cái chỗ gãy hai cái nó cạ nhau nó sẽ kêu kẹt kẹt. Với mình nhìn thấy cái bô e nè. Cái bô e này mình khi mình nắm cái xe đúng nhất á, cái bô e mình thấy nè. Thấy không? Nó cái tiếng nó kêu SS mà cái bô e này nó cũng nhảy theo nè. Với cái thứ hai nữa là cái tự nhiên mình thấy cái dè mình nó bị mòn. Nghĩa là cái cây cành ông nó bị gãy nó cụp vô á, nó cụp vô là nó trúng cái dè mình nè. Nó bị mòn nè. Với cái bù e sẽ lúc lắc. Giờ mình chạy mình sẽ nghe kêu kẹt kẹt ha. Đó thì cái cành ông sẽ nằm đây các bạn, nó bị gãy trong đây nè. Thấy không? Cái chỗ gãy bạn thấy không nè. Đó. Thấy không? Cái gãy nè, thấy không? Thì nó gãy như vậy là mình phải thay một khúc cành ông mới. Cái cây cành ông mình cũng cắt rồi nè, thấy không? Đây là cái cây cũ đó nè. Thấy không? Bể hư nữa không? Thì thay là phải thay một khúc như vậy ha, chứ không có thay được miếng. Thay miếng nó sẽ yếu lắm. Đó, thì mình sẽ làm cái lỗ này, mình cắt điện thì mình làm cho nó cái lỗ này nó tròn cho nó ngon lại, thì mình sẽ đóng cái khúc vô, đóng nó tới đây thì nó sẽ đứng lại ha. Đó, bây giờ mình sẽ đứng vô đóng này. Thấy không? Vậy thì cứ việc là đóng vô đi ha. Đó các bạn ơi, đây cái cành ông mình thay rồi ha. Đây là cái mặt sau của nó nè. Ông hàng thì nó cũng hơi đen đen. Cái này thì mình sẽ làm xong, mình sẽ này là mình đổ nhựa nè, đổ nhựa hả, không đổ nhựa thì mình sơn đừng cho chống xét. Còn mặt này là ok nè ha. Đấy nè. Đó, từ đó tới đây nè, thấy không? Ok thấy không? Thì cái mặt trên thì mình lật lên, còn mình muốn hàng cái mặt phía dưới thì mình sẽ lật ngược lại là mình hàng là ok. Rồi thôi, video cũng chủ yếu là quay cho các bạn anh em mình xem để biết mình tham khảo thôi, chứ cái này phải có đầu nghề mới làm được ha. Thì anh em mình thêm tham khảo. Rồi thôi, video mình đến đây kết thúc ha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại bạn trong video sau.